Ok, hôm nay thì Tuấn Anh lại có gì cho các bạn? Vâng, quanh đi quẩn lại thì vẫn là những chiếc xe ô tô. Nhưng ngày hôm nay thì nó là một cái dòng xe rất thông dụng hiện nay. Đó là một trong dòng xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Những chiếc xe đến từ Nhật Bản, đó là những dòng như Toyota, Honda đó, hay Nissan là những cái dòng xe mà Tuấn Anh muốn giới thiệu đến ngày hôm nay. Ở đây thì đang có những dòng chủ yếu là Toyota Vios, Honda Civic, Honda City hay Nissan Sunny. Vậy thì bà con, các bạn, chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về những chiếc xe Toyota đến từ Nhật Bản thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Ở đây thì em đang có hai chiếc, một chiếc Honda CRV và một chiếc Innova. Nếu bà con nào thích hai dòng xe này thì em cũng báo giá luôn cho anh em. Với những chiếc xe sedan hai đầu thì đây là một trong những cái dòng xe cực kỳ ổn định, rộng rãi và chất lượng, dành cho các bạn là mua về đi gia đình hay chạy dịch vụ thì nó cũng khá là ổn định và rất là ok. Không làm mất thời gian của quý khách hàng, quý bà con, của bạn chị em nữa, thì đầu tiên đây thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc Vios 15A19487, là một chiếc Vios 2015 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5 bản E xịn. Con này thì một chủ từ đầu chưa sang tên lần nào cả, và xe thì đã được lên màn hình Android, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, cam kết cho anh em là không có đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Với giá bán hiện tại là 335 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được chiếc Vios E2015. Mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho anh em. Màn hình Android, cam lùi đầy đủ, bên em sẽ bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ cho anh em về thủ tục vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc anh em nhé. Cũng như là hỗ trợ cho anh em về thủ tục ra tên chính chủ để anh em có thể nữa ngại về cái khoản đi nộp thuế hay là ngại về những cái thủ tục hành chính, thì bên em luôn luôn đảm bảo cho anh em về những chiếc xe về giấy tờ. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe Nissan Sunny các bạn nhé. Đây, với chiếc Nissan này thì nó là một trong dòng xe thương hiệu của Nhật Bản và giá của nó thì khá là hấp dẫn cho anh em. Thực ra thì bỏ ra một cái số tiền tầm gần 300 triệu mà mua một chiếc xe số tự động đời cao 2013 này thì các bạn mua dòng Vios chắc chắn một điều rằng các bạn không thể mua được. Và với cái giá này thì các bạn chỉ mua được Vios 2009-10 số tự động thôi. Nhưng bỏ ra cái tầm tiền cũng như vậy mà các bạn cũng mua được một chiếc Nissan Sunny XV. Con này thì nó là một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ gì. Số tự động 1.5, thương hiệu bền bỉ, cực kỳ là bền bỉ của Nissan Nhật Bản. Và giá bán hiện tại con này thì đem bán là 298 triệu đồng. Chìa khóa khiển còn hai chìa, chạy chuẩn 13 vạn và màn hình Android, hệ thống túi khí ABS đầy đủ. Đấy. Máy số cực zin, zin 100% chứ không phải là cực zin nữa. Cam kết cho anh em zin 100% luôn. Hệ thống điều hòa hai vùng, có thêm cả phần cửa gió vùng phía sau nữa để cho anh em có thể mát rượi luôn. Với những gì chiếc Vios thì chắc chắn một điều là không có những cái cửa gió điều hòa đằng sau. Và với chiếc Sunny này thì nó đảm bảo cho anh em với cái độ mát cũng như độ tiện dụng để cho các vị khách ngồi hàng ghế phía sau nhé. Anh em khu vực Hà Nội hay Sài Gòn mua chiếc Sunny này thì ok luôn, vì con này nó biển Hà Nội, không phải mất tiền ra tên, không phải mất tiền vào thành phố. Đây, anh em thấy đây, hệ thống điều hòa phía sau rất ok, và đặc biệt là nội thất của nó, nội thất ghế da nguyên bản nha các bạn nhé. Tất cả từ những cái tay lắm mở cửa anh có thể nhìn thấy đây, nó còn rất là mới vì xe mới chạy được có hơn 13 vạn thôi, rất còn mới này, rất là đẹp luôn. Nội thất nguyên zin, màn hình Android. Sau đây chúng ta có thể là ngoài lề một chút với hai chiếc xe này. Đó là một chiếc Honda CRV 2009 nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan, biển Hải Phòng 15A51819, sơn xì màu bạc, 5 chỗ ngồi, form Grover rất đẹp cho anh em, 5 chỗ ngồi, form gầm cao luôn ạ. Con này hiện tại bên em đang bán là 386 triệu đồng, nhưng anh em nào khéo mồm khéo miệng thì em vẫn bớt cho anh em từ 5 đến 10 đến 15 triệu đồng để anh em có thể sở hữu nó. 5 chỗ ngồi, có hai màn hình phía sau. Nội thất ghế da zin, keo chỉ zin, và tất cả từ những hệ thống tắp lô tắp ly của chiếc xe thì miễn bàn. Đấy, zin cả xe luôn nhé các bạn nhé. Rất đẹp, 386 triệu đồng nếu các bạn đã sở hữu chiếc xe này. Tiếp tục thì chúng ta có ngay một chiếc Innova, con này 209G mới về. Con này thì biển Hải Phòng 15A70654, với giá tiền là 279 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một chiếc Innova G 2009 bản G, một mẫu xe tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Và con này thì nó rất là đẹp luôn, đăng kiểm tháng 4 năm 2023, với giá 279 triệu đồng là các bạn đã sở hữu chiếc xe này rồi. Nội thất rất là ok, bản G thì trang bị đầy đủ túi khí ABS an toàn, cộng với lại tất cả hệ thống điều hòa, gương kính chỉnh điện theo xe. Đó, các bạn nào có nhu cầu về chiếc Innova G 2009 này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Quay trở lại về với cái vấn đề chính ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc Vios biển 15A19322, cũng là một chiếc Vios một chủ từ đầu chưa sang tên lần nào cả. Và chiếc xe thì biển Hải Phòng, một chủ một từ mới.
Và giá bán hiện tại của chiếc xe này thì hiện tại là bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 335 triệu đồng. Xe thì cam kết cho anh em máy số nguyên zin từ mặt dàn cò đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Và màn hình cam lùi nội thất nguyên bản theo xe, khóa khiển đầy đủ, 3 chìa khóa khiển theo xe. Với giá tiền chỉ có bao nhiêu ạ? 335 triệu đồng thôi là các bạn đã sở hữu về chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2015, số sàn biển Hải Phòng, tên tư nhân, xe đẹp. Vâng, sau đây chúng ta đã có một chiếc xe Toyota Vios bản E xịn đời 2016. Nói chung là con này thì đã rút hồ sơ rồi, màu bạc, và con này thì được biển miền trong, biển Sài Gòn luôn đi. Linh Kiều Cần Thơ đây, thì Toyota Linh Kiều Cần Thơ đây. Chúng ta chắc chắn là con này sẽ là biển miền trong. Và những cái biển ở tỉnh lạ thì bên em thường thường là xa xa quá thì bên em thường rút hồ sơ về, để khi các bạn mua xe thì bên em có thể là ra tên chính chủ cho anh em luôn, không phải suy nghĩ gì. Con này thì 2016 máy mới, với giá bán 365 triệu đồng hay là 368 triệu đồng gì đó thì cũng là một chiếc xe máy mới, như là máy đuê, máy mới luôn, bản E xịn, gia đình sử dụng, không taxi, không khoan đục gì. Đó, rất đẹp. Vâng, 368 triệu đồng luôn các bạn ạ, 368 triệu đồng. Đăng kiểm thì tận tháng 11 năm 2023, rất dài. Và biển của nó đây là chính xác là biển 69A03268, đã rút được sơ rồi nhá. Tiếp tục chúng ta lại có một chiếc Vios màu xanh, là con này gọi là màu xanh. Đây là một chiếc xe biển Bắc Giang 2014 bản E số sàn, máy 1.5, biển 98, đuôi 13. Rất là đẹp cho anh em, với giá bán là 325 triệu đồng. Có bớt sâu cho anh em để anh em có thể mua. Tất nhiên thì giá thì nó là giá chung thôi. Anh em còn là thích bớt, thích ấy nữa thì có thể là kết bạn Zalo với em, để em có thể là kết bạn để có alo trực tiếp em sẽ giảm cho anh em một cái giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Với giá bán con này là 325 triệu đồng. Bao hồ sơ, bao vận chuyển và hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên đổi biển, cũng như hỗ trợ cho anh em về những cái thủ tục hành chính khác. Tiếp tục chúng ta lại có một chiếc Vios ạ. Đây, ví dụ như 298 triệu thì các bạn chỉ mua được Vios G2009 thôi. Con này thì biển Hà Nội. Tất nhiên thì Vios thì nó có thương hiệu hơn là Lixan, nhưng để mà nói về độ bền, độ lành của nó thì hai dòng ngang nhau. Mà bỏ ra 298 triệu thì các bạn có thể mua được chiếc Nissan Sunny 23 bên kia. Đó, nhưng 298 triệu các bạn chỉ mua được một chiếc Vios 2009 bản G sức tự động này thôi, cũng máy 1.5. Và anh em nào chọn mẫu xe nào thì chọn nhé các bạn nhé, không phải là xe nào cũng bán thôi hết các bạn nhé. Màn hình Android, hệ thống số zig zag, máy Toyota. Thì các bạn yên tâm một điều là cực kỳ bền và lành. 298 triệu đồng, nội thất nguyên zin trên máy sản xuất. Biển Hà Nội, biển số cũng khá là đẹp cho anh em. Rất đẹp luôn. Rồi, tiếp tục thì anh em ta lại quay trở về với một chiếc Honda. Honda thì cũng là Toyota thì cũng rất là bền. Con này thì đang đeo biển Hà Nội một chủ tử mới, đó là một chiếc Honda Civic. Với khối động cơ 1.8 số sàn, biển Hà Nội một chủ từ đầu, tên tư nhân. Thì chiếc xe này bên em đang giao bán với cái giá là 250 triệu đồng. Còn tất nhiên thì cái giá thực tế của nó thì chúng ta có thể là bàn thêm. Tất nhiên chủ yếu là các bạn có thích dòng xe này hay không thôi. Civic thì nó mang lại cho mình một cái gì đó, cái chế độ lái rất là êm, đầm và chắc, chạy cực bền. Với khối động cơ 1.8 thì dòng Civic này là một chiếc xe gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ gì. Cam kết cho anh em là không có taxi dịch vụ gì, vì không có công ty nào điên gì mà mua những chiếc xe Civic 1.8 và chạy dịch vụ cả, đúng không ạ? Civic chủ yếu là những chiếc xe gia đình. Con này 2009, nhưng cái đèn của nó chắc là vẫn là form cũ như các bạn nhé. Tí nữa em sẽ có một chiếc Civic 2010 đèn form mới luôn. Từ 2008 đến 2009, cuối 2008 đầu 2009 là sẽ là có những form mới rồi. Rồi ạ, Vios 2016. Nếu như anh em nào ở khu vực Hải Phòng để nguyên cái biển này thì nó cực là đẹp. Giờ bấm lại chưa chắc đã được cái biển như thế này. Anh em tỉnh lẻ thích thì phải chịu thôi, chứ còn đâu nếu như Hải Phòng mua được chiếc xe này thì quá là hợp lý. Đây là một chiếc Vios E 2016 phiên bản số sàn, bản E, máy mới, đuê 1.5. Tư nhân một chủ từ mới sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Tư nhân một chủ từ mới sử dụng các bạn nhé. Tư nhân một chủ từ mới, không taxi, không dịch vụ. Với giá bán hiện tại là 368 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được chiếc Vios E 2016, một mẫu xe gia đình, tên tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Và đăng kiểm thì rất là dài, đến tận tháng 9 năm 2023. Vâng. Vâng, với giá 365 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đăng kiểm thì dài miên man. Đấy, anh em mua chiếc xe này biển Hải Phòng thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em về thủ tục ra tên chính chủ. Còn anh em ở các tỉnh khác thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em về thủ tục rút hồ sơ. Xe thì một chủ từ đầu, máy mới, cực kỳ đẹp, và zin cả xe không lỗi luôn nhá. 2016 máy mới, 365 triệu đồng. Đây ạ, đây là tiếp tục thì chúng ta lại đến với một chiếc Civic ạ. Với chiếc Civic này thì nó là 2010 nhé các bạn nhé.
2010, 2009 thì form giống nhau, nhưng con này 2010 chúng ta sẽ có cái form của nó này. Con này là 30Z2912, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Hà Nội. Máy 1.8 số sàn, và với giá bán của nó thì là 260 triệu đồng. Thì Tuấn Anh sẽ cam kết cho anh em những gì? Xe thì cam kết cho anh em không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Và xe thì rất là đẹp luôn, rất là cứng xe, keo chỉ zin, máy số zin. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đây nó không khác nhau gì mấy đâu ạ, chỉ có cái đèn. Đèn một cái là đèn form hình lục năng như này, và một cái là đèn form hình tròn. Đó là sự phân biệt của một cái form mới và một cái form cũ. Một chủ từ mới nên xe của nó rất là giữ gìn cho anh em. Sơn xi đẹp và keo chỉ zin, máy số chất gầm bệ cực kỳ ok. Nội thất nguyên bản với giá bán là 260 triệu đồng. Rất ok cho bà con nào đang có nhu cầu mua một chiếc Civic thì hãy alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng ạ. Nhà em thì có hai chiếc nhé. Rồi ạ, Vios số tự động thì chúng ta lại có một chiếc Vios số tự động đây ạ. 30E77179. Một chiếc xe Vios E2017 CVT số tự động 1.5. Đó, con này thì nó rất là đẹp. Vâng, số tự động 1.5. Đấy, cực kỳ ok với giá bán hơn 400 triệu đồng. Hơn 400 triệu đồng thì các bạn mua chiếc xe này hay là mua một chiếc xe Sedato gì gì đó. Đó, nhưng Vios thì nó cực kỳ đầm rồi, chất lượng và bền rồi. Đó, giờ thì hơn 400 triệu đồng thì các bạn thoải mái để lựa chọn vào những chiếc xe của mình, chứ không phải là cái gì đó hạn hẹp quá các bạn nhé. Vios cũng được, mà City cũng được, hay là Sedato thì cũng được. Đấy, vậy hơn 400 triệu đồng, 429 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được chiếc E-CVT 1.5 số tự động 2017 với giá bán 429 triệu đồng. 429 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu về chiếc Vios này. Cái này thì đã khá là đẹp rồi. Miễn bàn rồi, đăng kiểm tháng 1 năm 2023 để các bạn có thể giữ được chiếc xe này thì nó quá là hợp lý. Biển số thần tài lớn các bạn nhé. Thần tài lớn luôn. Rất là đẹp. Rồi ạ. Với một cái tầm tiền rẻ hơn một tí nữa thì chúng ta lại có một chiếc Vios. Ở đây chúng ta đang có mấy chiếc xe Vios giá rất là rẻ luôn này, form mới nhá. Đó là một chiếc Vios Nimo 2011, chiếc xe đang đeo biển 90A06947. Con này thì được trang bị khối động cơ 1.5 sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, thương hiệu đến từ Nhật. Trước đây thì đang bán là 215 triệu, bây giờ thì giảm còn 199 triệu đồng. Nói chung là cũng giá thì cũng đã giảm rồi, nhưng nếu mà còn cao nữa thì các bạn có thể alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, không ngại gì, tiếc gì một cuộc điện thoại cả. Chi tiết chiếc xe thì ở trên điện thoại, còn chi tiết chạy thử thì chúng ta có đến trực tiếp xem xe. 199 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Vios Limo 2011, một chiếc xe đời cao, rất rẻ và rất hợp lý. Mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình cũng được, vì mình có tầm tiền ít thì mình sử dụng ít thôi, chứ tiền ít mà cứ xài hàng ngon thì nó không có, đã rọi rồi. Nói thật với các bác là xe đẹp thì không có rẻ, mà đã rẻ thì không có đẹp, đúng không ạ? Tại sao nó lại rẻ hơn như vậy? Tại vì nó là bản limo, một chiếc xe taxi ra thì nó chỉ được như vậy thôi. Chứ còn đâu thì xe gia đình thì nó sẽ đắt hơn một tí. 199 triệu đồng, Vios 21 các bạn nhé. Rồi ạ, tiếp tục thì chúng ta lại đến với một chiếc xe nữa, đó là một chiếc Vios Limo. Con này thì màu trắng đời 2011, phiên bản số sàn 1.5. Limo thì không có số tự động rồi các bạn ạ. Nói luôn, Limo thì không có số tự động, đã bản thiếu rồi thì không có số tự động luôn. Con này thì không được trang bị ABS, không bị trang bị túi khí, nhưng tất cả mọi thứ của nó, từ gương kính chỉnh điện, la răng cho đến đầy đủ mọi thứ thì đã được nâng lên hầu như là như E hết rồi. Thân vỏ phong dáng thì như nhau, con này màu trắng bán 189 triệu đồng, có bớt sâu cho anh em. Các bạn chỉ cần nhấc máy lên, đừng tiếc gì một cuộc điện thoại nhé. Điện thoại thì chúng ta bây giờ thì chúng ta toàn đăng ký gói mạng thôi. Không có tiền gọi điện thoại thì các bạn có thể kết bạn và gọi Zalo cho em. Em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn và gửi cho các bạn để những cái chi tiết tham khảo dễ hơn. Đúng không ạ? Chả tội gì cả, đúng không ạ? Một cuộc gọi điện thoại bớt được 5-10 triệu thì chả tội gì chúng ta gọi. Nếu mà gọi như thế thì ngày nào em cũng gọi, mỗi ngày kiếm 5-10 triệu thì khá là ok. Nhưng mà đây là mục đích chúng ta mua xe thì chúng ta tốt nhất là cứ lên gọi điện để thực tế hơn, đúng không ạ? Với giá 189 triệu đồng là các bạn đã sở hữu chiếc xe này. Rẻ hơn một tí nữa thì chúng ta lại có một chiếc xe, đắt hơn một tí, đời cao hơn một tí, quên để rẻ hơn. Một chiếc Vios E2012. Con này thì phiên bản số sàn, cũng là một chiếc xe bản Nimo và đang đeo biển Hà Nội. Anh em khu vực Hà Nội Sài Gòn mua chiếc xe này thì cũng khá hợp lý. Đời cao 2012, biển Hà Nội, với giá bán 215 triệu đồng. 215 triệu đồng thì các bạn nhìn thấy đây, từ hệ thống đèn pha của chiếc xe cho đến mặt ga lăng của chiếc xe cho đến hậu đèn pha bên đây thì nó rất là sáng và rất là đều xe, không phải suy nghĩ vấn đề gì cả các bạn nhé. Rất đều xe luôn ạ, rất đều xe luôn. Nội thất thì rất là đẹp cho anh em, rất ok cho anh em để sử dụng. Nội thất con này thì lưng full như E hết rồi, lưng full như E hết rồi, nên là các bạn cứ yên tâm một điều là 215 triệu đồng là có ngay một chiếc Vios E như thế này, Vios Limo như thế này các bạn nhé.
biển Hà Nội có đầy đủ màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đấy, biển số là 69615. Biển số cũng khá là đẹp để anh em có thể sở hữu luôn. Rất xịn sò luôn và rất đẹp luôn. Đấy. Tất cả hệ thống tăm lô tăm ni này đã được sơn màu như e hết rồi nhé. Nói chung là về cả bạn chỉ việc đi thôi, không phải làm bất cứ gì. Đấy, 215 triệu vẫn bớt sâu cho anh em để anh em có thể sở hữu chiếc xe này luôn. Đúng không ạ? Tiếp tục thì chúng ta lại có ngay một chiếc Honda City. Vâng. Ví dụ như vừa rồi Tuấn Anh cũng nói rồi, Vios thì bao nhiêu ạ? 429 triệu. Nhưng với cái tầm tiền đó thì anh em cũng có thể lên cân đối sử dụng trong cái dàn City này. City nó là một trong dòng xe có thể nói là đầm chắc nhất ở cái phân khúc xe hạng B luôn. Ở cái tầm tiền như Vios, Accent hay là những cái dòng xe khác thì dòng City này nó mãi đỉnh luôn. Đấy, biển Hải Phòng. Cái này biển Hải Phòng màu đỏ mận biển Hải Phòng. Và tất cả hệ thống la răng của la răng phay đăng kiểm tận tháng 6 năm 2022. Với giá bán chỉ có 415 triệu đồng, các bạn đã sở hữu được một chiếc Honda City bản CVT. Đấy, máy 1.5 số tự động đời 2016. Đúng ạ, rất là ok. Form dáng đẹp và xe cam kết cho anh em là không có đâm đụng tai nạn. Hơn nữa thì dòng này có thêm trang bị cửa gió ở phía sau mà chiếc xe Vios không có được. Đó, vậy thì các bạn là có quan tâm về chiếc xe hơn 400 triệu đồng này không? Chính xác là 415 triệu đồng. Đó, có bớt sâu cho anh em 5, 10, 15, 20. Đó, cứ alo cho em là 5, 10, 15, 20 là các bạn là có ngay. Đó, rất là đẹp luôn. 15A 510 17 51017, biển số của tỉnh Hải Phòng. Đó, màu đỏ mận nhá, màu đỏ này rất là xịn sò luôn ạ, rất đẹp luôn. Nội thất thì cũng là đỏ đen, hay còn gọi là kiếp đỏ đen các bạn nhá. Mua City về mà lại trúng được khoảng tầm vài triệu tiền đề thì nó là cực là ok rồi, đúng không ạ? Trang bị rất nhiều những cái tính năng an toàn, gãy số trên vô lăng đầy đủ hết các bạn nhé. Rất là đẹp cho anh em. Tất nhiên những cái dòng xe cũ như thế này, bên em thì các bạn mà đến chê sơn thì nó thật là không còn sơn zin thì nó thật là các bạn khó mua xe lắm. Tại vì là xe cũ như này bọn em hầu như là phải tuốt tát, xì tát tuốt lại rồi. Vì thế nên là các bạn mà nếu mà các bạn mà nghĩ về là chiếc xe còn sơn zin, hay là cái nhu cầu, hay là cái kỹ thuật cao, hay là nói chung là đòi hỏi cao về cái độ sơn zin thì các bạn không nên đến đây. Tại vì nhà em sơn con nào cũng tỉa lại rồi. Nói luôn, máy thì có còn căn chỉnh của con zin. Đấy. Tiếp tục chúng ta lại có một chiếc Vios 2011. Con này thì là bản Nimo số sang 1.5 đang đeo biển Hải Phòng. Với giá bán có 205 triệu đồng thôi. Đời 2011, biển 15A36940, sơn xi màu đen. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán là 205 triệu đồng và đăng kiểm thì cũng còn khoảng tầm 1 tháng nữa. Tháng 11 năm 2022. Rất là đẹp cho anh em này. Với giá bán 189 triệu đồng. À quên, 205 triệu đồng các bạn nhé. 205. Ta đang đúc 4 bánh rồi. Vâng ạ, cuối cùng thì chúng ta có thêm một chiếc xe, đó là một chiếc xe Toyota Vios bản E số tự động, bản E số sàn. Máy 1.5 phong cũ đời 2009, 205 triệu đồng. Đó chỉ bằng một chiếc Vios 2011 Nimo thôi, nhưng mà nó hơn nhau ở cái là ABS túi khí. Đó, rất là đẹp. Và tất cả mọi thứ của nó đều là nguyên bản chứ không phải lâng niếc gì cả. Từ những cái phần hệ thống gương điện này. Gương điện này. Đấy, hay là hệ thống chỉnh gương, hay là nội thất của nó đều là nguyên bản. Màn hình thì đã được nâng lên rồi. Đấy, hệ thống ABS này. Đấy, nó hơn nhau ở chỗ vậy nhá. Vậy thì các bạn nào quan tâm về chiếc xe Vios E209 số sàn này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng với giá bán 205 triệu đồng. Đó, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho anh em về một cái loạt xe Nhật Bản, một loạt xe rất là đẹp để anh em có thể sử dụng chiếc xe này. Từ những cái dòng như là City, Vios, Nissan, rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo của chương trình.